không nhiều dịp khi mà sống ở Sài Gòn người ta được đi bộ, mà tôi lại là người cực kỳ thích đi bộ. Và buổi chiều hôm nay là một buổi chiều đặc biệt. Thật sự trên thực tế vào thời điểm mà ghi hình thì chưa phải là ngày 8 tháng 3, nhưng mà cũng sắp rồi. Và đó là khi mà Thúy Miêu muốn có một món quà đặc biệt, tại vì phần lớn công chúng khán giả của Miêu vẫn là nữ giới. Và món quà ngày hôm nay là dành cho chị em, và đó không phải là bông hồng, mà bông hồng này sẽ dành cho một đối tượng, một thành phần cực kỳ đặc biệt vào ngày 8 tháng 3. Và tôi mong rằng là đây sẽ không phải là một tiếng nói đơn độc của một người phụ nữ được coi là cá biệt, quá sắc sảo hoặc là sẽ quá khác người. Và đây là lúc mà tôi nghĩ rằng là không chỉ tôi nữa, mà các chị em, dẫu là các bạn gái còn trẻ hay là những phụ nữ đã đi qua hôn nhân và tình yêu, sẽ có những ngày chúng ta soi gương không phải để thấy chúng ta đẹp, sẽ có những ngày chúng ta soi gương để thấy một chút tì vết ở đâu đó. Và những cái gương mà chúng ta khen là những gương có chất lượng, những cái gương tốt, là những cái gương soi thật mặt. Ngày 8 tháng 3 tôi muốn thử tặng cho những khán giả của mình một chiếc gương soi thật mặt nhất. Và để soi thật mặt trong một cái thời đại mà camera cũng có filter thì nó đòi hỏi những người phụ nữ là dũng cảm. Vậy nếu bạn đang chờ đợi những đóa hoa, những món quà và những lời tán tụng cho phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3 thì ngay lập tức chuyển kênh và đừng xem tiếp. Vì ở đây tôi không có những điều đó. Ở đây tôi chỉ có một điều mà phụ nữ luôn nói rằng là họ cần nhất, họ trân trọng nhất, nhưng họ lại sợ điều đó. Thì hôm nay là ngày dành cho sự thật. Mình sẽ bắt đầu như vậy nhé, với một cuộc hẹn. Ai cái nữa? Người rất đặc biệt. Tôi có sẵn mang một hộp này đến cho bạn. Chào chị. Đây là món quà nhân dịp gì? 8 tháng 3. Trong cuộc đời em là em nhận rất nhiều món quà độc đáo và đặc biệt, nhưng đây chắc là món quà độc đáo nhất. Tại sao 8 tháng 3 chị lại tặng cho em món quà này? Tại vì chị nghĩ rằng là 8 tháng 3 là cái ngày để nhớ đến phụ nữ, và để ca tụng những người phụ nữ đáng ca tụng. Dạ đúng rồi. Mà giả sử mà phụ nữ thì chị đặt là con gái mà được như này á, là chính là đặt là cái đàn ông sinh con chị. Và chị không quên rằng là trong suốt một hành trình nhiều năm, khi mà chiếm được thiện cảm của thị trường khán thính giả là chị em phụ nữ, đó là những buổi nói chuyện đồng hành cùng với lại anh bạn này trên chương trình Tâm Tình Vẻ Đẹp. Và bất luận là bạn đi sâu yêu như thế nào, trẻ tuổi nghề như thế nào, nhưng bạn đã hành xử như đúng một quý ông talk show để tạo được một tiếng yêu là sự góp phần rất nhiều người đàn ông. Và đây là một người đàn ông đó là chị tặng em cái bông đây. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà thì ra đây là một quà dành cho người đàn ông thế hệ mới. Em khá là bất ngờ, bởi vì từ xưa đến giờ em chỉ được nhận hoa trong những cái dịp mà để trao giải chúc mừng. Em chưa được nhận hoa và đặc biệt là vào ngày quốc tế phụ nữ. Đối với em á, thật ra thì đa phần các người đông họ không hiểu được giá trị của những bông hoa này, nếu như nó không đơn thuần mang giá trị chúc mừng. Và ngày hôm nay thì chị tặng em một cái đóa hoa như thế này, chỉ một cành hoa thôi, mà chị bảo là cảm ơn, thay mặt cảm ơn những người đàn ông. Thế thì biết nói sao cho vừa để đáp lại tấm chân tình này cho những người phụ nữ. Với những người phụ nữ thì em cũng cảm thấy là có vẻ như là chị em mình luôn luôn dành rất nhiều thời gian để ca tụng phụ nữ, để nói về những người phụ nữ, để nói về những cái đẹp của những người phụ nữ. Mà ngày hôm nay chị làm theo một điều rất là trái khuấy như thế này. Thế thì em cũng muốn làm một điều trái khuấy.
đó chính là từ xưa đến giờ Long Hoàng chưa từng làm, hôm nay trong đầu làm. Đó là thử chị em mình ngồi kể tội của mình không. Lời cảnh báo thứ hai là cho đến tận bây giờ, nếu mà thần kinh của quý vị vẫn không đủ mạnh và chị em vẫn đang chờ những lời khen có cánh vào ngày này, thì ngay lập tức chuyển qua kênh khác để mà giải trí. Còn nếu đủ gan, nếu đủ tâm lý vững, hãy ngồi lại với chúng tôi bình thường một lần. Không phải kể xấu phụ nữ đâu, mà thử một lần nói thật. Một lần nói thật, thôi em xin phép để cảnh hoa này xuống đây nhé. Rồi. Cái tính nào của những bạn gái xung quanh em, thế hệ em mà làm em khó chịu? Một trong những tính mà em cảm thấy khó chịu nhất chắc đó sẽ là tính hỏi về người yêu cũ. Bởi vì cái câu chuyện của người yêu cũ á, khi mà trong mối quan hệ mới thì các cô gái rất tò mò. Em nghĩ là về tâm lý của các cô đó, các cô sẽ rất quan tâm cái chuyện là anh này đối xử như thế nào với người yêu cũ, và sau khi chia tay rồi anh sẽ đối xử như thế nào. Nhưng mà với những người đàn ông á, họ nhẹ dạ cả tin, họ chia sẻ những câu chuyện về người yêu cũ thì các cô sẽ dựa trên những cái chi tiết được kể lại mà các cô sẽ đay nghiến về những câu chuyện về sau. Ví dụ như trước đó em quen một cô gái tên Linh đi, thì về sau có một cô gái là tên Linh nhắn tin cho em, thì bạn gái hiện tại của em sẽ nói là có phải là tại vì anh muốn làm quen với cô gái này bởi vì cùng tên với người yêu cũ hay không? Rồi anh có hay... định đặt tên cho đứa con của chúng ta là Linh hay không? Đúng rồi ạ. Hay là em... Anh thích đi chùa Thiên Mục chỉ vì nó Linh. Anh nhớ Linh rồi. Đó là những câu chuyện của những người phụ nữ trong một mối quan hệ và những cô gái xung quanh. Hỏi về người yêu cũ nhưng mà không phải để giải quyết các vấn đề để khiến cho mối quan hệ của mình tốt hơn, mà chỉ khiến cho nó tồi tệ đi. Bởi vì nếu như mà em quan tâm tới một mối quan hệ hiện tại thì chúng ta không quan tâm tới những cô gái đã từng đi qua đời nhau là gì. Đó là lý thuyết em ơi, chị cũng hay vậy lắm. Nhưng đúng mà là chúng ta không kìm lòng được. Dạ đúng rồi. Và chị phải biết được là gu của em là trước đó là như thế nào. Rồi mình phải biết rằng là mình có đủ mạnh mẽ, giỏi giang hay ho, xinh đẹp, lắm chiêu hơn anh bồ cũ đó không? Rồi con đó nó còn ra vô Facebook nhà này không? Con đó nó còn comment không? Rồi kỷ niệm của tụi nó ở đâu? Rồi bạn dẫn tôi đến đây là tại vì bạn từng hồi với cái cô đó. Thật sự chúng ta nói chung những bạn bị sa đà vô cuộc chơi người yêu cũ đó rất là insecure, rất là bất an. Rằng các anh có được yêu chúng tôi không? Và chúng tôi có đủ sức để đứng đi cái nỗi ám ảnh của người cũ hay không? Và chị từng như vậy hồi trẻ. Bây giờ thì hết rồi, vì mình phát hiện ra rằng là mình nên lo sợ về người yêu mới của anh ấy chứ không nên lo về người yêu cũ. Vấn đề một cuộc chiến, em cũng cảm thấy là tức là bản thân người phụ nữ thì có cái tính dramatic, lúc nào cũng sẽ khiến cho mọi thứ trở nên drama hơn rất nhiều, bi kịch. Và cái bi kịch đó thì đó là lý do tại sao nhà văn nổi tiếng có thể viết được Harry Potter, một trong những câu chuyện thần thoại được mọi người yêu thích, thì đó đều nhờ cái sự dramatic của người phụ nữ. Chuyện không nói có, chuyện bé xé ra to, với mình có thấy một cái nón chóp ở đâu đó mà sáng tác ra nguyên Harry Potter. Nên em cảm thấy là thực ra đó, diễn, đúng không? Đó là một cái điều rất thú vị, nhưng mà cái gì nhiều quá thì nó không tốt. Người phụ nữ đa phần là sống theo cảm xúc. Ví dụ đối với người đàn ông đi, tụi em cảm thấy là với người đàn ông thì mọi thứ đều rất rõ ràng. A là A, B là B. Còn với người phụ nữ, A có thể là B, B có thể là A, A cũng có thể là A và B cũng có thể là B. Chào mừng em đến một môn khoa học phụ nữ. Khả năng suy diễn của tụi chị rất là, tại vì B thì nó ở ngay sát A cho nên nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi A, cho nên chị nó vẫn còn nhớ đến A, cũng bị ảnh hưởng bởi A thì đương nhiên là có rồi. C thì lại chơi với B, chắc chắn là C là bạn chung của A với B. Còn mình thì là H, thì có nghĩa rằng là A, B, C là một tộc người chơi thân với nhau, còn mình chỉ là kẻ bên ngoài. Đương nhiên là họ sẽ coi mình là kẻ đến từ bên ngoài, đương nhiên là ta không thể yêu mình. Anh ta nằm bên cạnh mình thì sẽ vẫn nghĩ tới con A, thế là khó chịu với con A, và con A sẽ ở tất cả mọi nơi. Đó cũng là một cách từ trong cái tính xấu của phụ nữ, không phải cái tính xấu, yếu điểm. Yếu điểm nói chung của phụ nữ á, sau này chị nghĩ là một trò rất là hay, là nếu có con giáp thứ 13 nào mà giật bồ thì á, chị mời ra được. Chị sẽ trở thành nỗi ám ảnh của bạn ấy. Chị sẽ trở thành con ma có tên người yêu cũ. Vậy thì nếu có em gái, chị nghĩ là thường là các em gái sẽ bị bệnh này nhiều nhất. Ở ngoài kia vẫn thường hay dằn mặt đời họ đau khổ. Thì người yêu cũ thì cho phép chị yêu với lại lòng tác em cái. Dạy, bắt bèo.
dậy, tận hưởng từng giây phút với người yêu của mình. Và nếu có một ngày nào đó bầu trời của em u ám và em phải lo, em phải ghen, em phải quằn quại, thì làm ơn ghen với con bồ mới, chứ đừng ghen với con bồ cũ. Mấy má ơi, vì vui rích quá. Tát nhẹ một cái người gái cũng vậy. Nếu có lo thì lo cái con bồ mới. Có vẻ như là người phụ nữ chúng ta rất là nhiều năng lượng. Thật ra từ xưa đến giờ mẹ trái đất luôn luôn có rất nhiều năng lượng bên trong dành cho người phụ nữ. Thế nên người phụ nữ có rất nhiều nỗi lo. Lo về những thứ đã xảy ra, những thứ đang xảy ra và sắp xảy ra. Ôi mấy bà lo em như người nông dân Việt Nam á. Trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong mắt, trong ngày, trong đêm. Mấy bà trông như mà lo, lo quá lo luôn. Bởi vậy cho nên cái sự âu lo đó là một cái nguyên nhân. Hôm nay chúng ta phải hạnh diện mà nói rằng là phụ nữ Việt Nam là tại vì nỗi lo đã khiến chúng ta tiều tụy đi trước tuổi rất nhiều. Và đó là một thực tế mà có lẽ đến bây giờ thì Việt Nam nên nghiêm túc nhìn nhận lại, là chúng ta không còn ở cái ưu thế là cái dân tộc có được cái người phụ nữ đẹp nhất trong khu vực, nhất nhì trong khu vực. Mà ngày nay phụ nữ Việt Nam ngày càng trở nên lầm than, lầm lũi, âu lo, cau có. Mặc dù điều kiện kinh tế tài chính của chị em thì rất là thoải mái, mua sắm, đi du lịch nước ngoài, kiến thức mở mang. Nhưng hình như mấy bà biết càng nhiều mấy bà nó lo càng dữ, cho nên mặt bà nào mà nó cũng có nó sự thanh tao và nhẹ nhõm trong cái năng lượng mình là nữ mà mình tạo ra còn nhiều nữa. Nhưng mà nói đến chuyện âu lo thì em cũng nói đến chuyện em mệt nhất là khi mà đàn bà nhiều năng lượng âu lo lắm. Nhiều năng lượng âu lo và đa phần năng lượng âu lo này đều là năng lượng tiêu cực. Và lo không ai lo chuyện tích cực hết em. Đôi khi là cảm thấy là có phải là tại vì phụ nữ chúng ta quá rảnh rang tới mức mà để dành thời gian âu lo hay không. Nhưng mà phản đề ngược lại thì thật ra người phụ nữ rất bận, họ rất bận nhiều thứ, công việc của họ cũng không thua kém gì người đàn ông. Thế nên họ vẫn lo, và nó giống như là một cái thuộc tính vốn sẵn có của người phụ nữ. Nếu như không lo thì không phải là người phụ nữ, và cái nỗi lo nó xuất phát từ cái tình yêu thương dành cho những người xung quanh và ý thức trách nhiệm nữa, và cả ý thức trách nhiệm đó. Và với những câu chuyện của những người phụ nữ như thế, em cảm thấy là đôi lúc á, tại sao phụ nữ chúng ta không giảm nhẹ cái sự gánh vác này cho những người đàn ông? Điển hình như là một câu chuyện về việc nhà đi chẳng hạn. Em biết là tại một gia đình thì người vợ luôn luôn rất giỏi trong việc quán xuyến tất cả các việc nhà. Rồi họ làm mọi việc tháo vát hơn, nhanh nhẹn hơn, tốt hơn, và hiệu quả công việc cũng nhanh hơn. Thế nhưng mà họ chủ động làm điều đó để giữ cho cái hạnh phúc của gia đình, và họ chủ động làm điều đó xong rồi để cho người đàn ông ngồi trên ghế sofa tận hưởng cái cuộc vui của mình, không cần phải làm gì cả, thành một thói quen. Để rồi lâu lâu các bà cứ ngồi mà kêu ca là tại sao các ông không giúp các bà, tại sao các ông khiến cho các bà bị tổn hại về nhan sắc, về tinh thần, về nhiều thứ như thế. Trong khi những người phụ nữ này đều là những người đầu tiên mở lời và tự chịu trách nhiệm. Đó chính là sự mâu thuẫn trong phụ nữ, mà từ cái chữ âu lo thì chị xin phép được phát triển ra là một cái vấn đề mà rất nhiều năm nay vào ngày 8 tháng 3 thì chúng ta mặc nhắc lại để phá bỏ nó đi, đó là chữ hy sinh. Đã đến thời kỳ mà chúng tôi tin rằng là chữ hy sinh không còn đáng được ca tụng nữa, và chữ hy sinh không được phép gán vào tất cả mọi quyết định của người đàn bà. Hy sinh ở đây là mấy má ra trận, mấy má quánh nhau, mấy má bị thương, mấy má trúng đạn, mấy má chết, mấy má thành liệt sĩ, ok, mấy má đã hy sinh ngoài trận. Còn chị tin rằng là đề tài này chị em đã từng nói nhưng không bao giờ đủ, nếu ngày nào trên báo chí còn những cái lời nói rất là sáo rộng, vì tôi hy sinh cho anh ấy, vì các chị ấy hy sinh cho chồng con, đó là khoái cảm. Và khoái cảm đó phải đến cùng với lòng tự nguyện. Và lòng tự nguyện á, thì đừng kể, chúng tôi là thế hệ đứa trẻ lớn lên bên mâm cơm mà đã được lòng giá cả ngoài chợ, cho mẹ kể lại, cho mẹ biết cái giờ ăn chung, thay vì là cần sự thông cảm của mọi người thì trở thành một cái cuộc cáu gắt giận dữ. Và khi bố làm lỗi hay khi các con làm lỗi thì một tràng những cái công lao của mẹ được kể ra. Sự hy sinh đó đang đòi hỏi xã hội và gia đình trân trọng một cách khiêm cưỡng, gần như là chúng tôi bị khủng bố. Và cũng là một người, tôi cũng đã có những lúc có điều này rất là ngại nói ra, nhưng mà em không, cơ thể vượt chỉ cứ mỗi tháng một lần nó sẽ có những ngày mình rất là mệt.
thấy mình là nạn nhân của cả thế giới, cảm thấy bức ức, cảm thấy cái đứng trong bếp nóng hơn ngày thường, ngửi mùi đồ ăn khó chịu hơn, chờ thằng con xuống ăn cơm lâu hơn, và cái tư duy cũng căn cố đế, tư duy nô lệ, được ưng trỗi dậy, nô lệ thì cũng phải than thở để được xin ân huệ và được tháo bớt cho những cái ách ách bức, thì các bạn đang phải trỗi dậy. Đã đến lúc phải ghi câu chuyện đó lại, không chỉ vì nó xấu mắt, nó ghê mắt, nó sai, tư duy đó là sai, mà điều quan trọng nhất là người đàn ông sẽ không được, những đứa con sẽ không cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh mẹ, và tình yêu họ dành cho mình nó không còn được tự nhiên nữa. Vậy hãy đừng gọi là hy sinh, và nếu một khi đã hy sinh, đừng kể. Tại vì có lẽ là trời cứu cho một chị người phụ nữ có một khả năng là phụ nữ rất dẻo ngoan, cho nên mỗi khi mà bước xuống lên là cái miệng phải mở ra, phải nói, phải kể lại về thế này thế kia, phải mong người khác hiểu mình, để cho phụ nữ bớt âu lo, bớt lan tỏa năng lượng tiêu cực. Chị xin là mấy anh khi phản hồi xuống hỏi mày học chữ không, ôi kiểu gì về ăn đi, ôi lo cả ngày tìm đi bệnh sụn quá đi, câu mình đang thấy mắt sưng sưng lên đó, tối nay sưng mặt lên được không, một xíu tinh xảo như vậy sẽ làm như cái cơ bóng khỏe của đám hàng bạc của chúng ta, mỗi bên một bước để cho mấy bà bớt đi sưng. Ở nhà mình cũng có nhu cầu nuôi bà liệt sĩ ở trong nhà đúng không? Kể tội tiếp đi. Em lại cảm thấy là cái vấn đề chị vừa kể tới đó, một phần là hy sinh, một phần là họ đang cố gồng mình mạnh mẽ. Tại vì đối với những người phụ nữ mà họ cứ gồng mình mạnh mẽ riết thì không ai xem họ là phụ nữ cả. Họ sẽ xem đó giống như là một người đàn ông trong thể xác của phụ nữ, khi mà họ lúc nào cũng chứng tỏ là tôi là người độc lập, độc lập về tài chính, độc lập về cuộc sống, độc lập về tất cả mọi thứ. Thậm chí là khi chị nhắc tới những ngày lễ đúng không, em vẫn nhớ là có rất nhiều chị em phụ nữ hô hào với nhau vào những ngày lễ, họ tự mua quà tặng mình, họ tự mua quà tặng những bạn bè, đồng nghiệp, nữ xung quanh mình. Và với những điều đó thì họ cảm thấy là họ rất hạnh phúc, họ sống trong cuộc sống không có đàn ông, và điều đó khiến cho họ hạnh phúc. Nhưng mà ở một khía cạnh nào đó em cảm thấy là họ đang tự an ủi chính bản thân mình, họ đang tự an ủi chính bản thân mình, và họ cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để được làm phái yếu. Chỉ khi mà họ chấp nhận là thật ra mình cũng rất yếu, mình cũng cần sự chăm sóc, mình cũng cần một ai đó nâng khăn sửa túi, mình cũng cần một ai đó giúp đỡ những công việc nhà, mình cũng cần một ai đó quan tâm, một lời hỏi han, một bữa ăn nhẹ. Đó là những thứ mà họ không chấp nhận. Họ ngày càng thành một cái thói quen mà họ lúc nào cũng sẽ vùng lên, tôi không thể chống chịu được cả thế giới. Thậm chí có nhiều cô gái còn mạnh mẽ tới mức mà muốn trở thành những wonder woman, hay là trong vũ trụ của Marvel chẳng hạn, người mạnh nhất cũng lại là một người phụ nữ, không phải là một người đàn ông. Nên tất cả những điều đó đã áp đặt vào đầu những người phụ nữ là tôi phải trở thành những siêu anh hùng của chính cuộc đời tôi, và tôi tự lo được hết. Để rồi họ tự hỏi là tại sao vào những ngày dịp quan trọng họ không nhận được hoa, họ không nhận được quà, tại sao họ bước tới một cái xe không ai mở cửa cho họ, tại sao họ ngồi xuống một cái ghế không ai đẩy ghế cho họ, tại sao không ai tới hỏi han họ vài điều, mà họ xem họ, những người phụ nữ này, như những người đàn ông. Nói tổng hợp cái bài giờ, em đã từng được trẻ những bài vợ chị? Em thì chưa bao giờ. Từ lúc mà em có cơ hội được làm việc và gặp những cách yêu, em cảm thấy là ở chị lan tỏa một cái năng lượng về phá yếu, về tính đàn bà, và khiến cho tất cả mọi người muốn tới và bảo vệ. Có hai thứ mà người đàn ông muốn bảo vệ. Thứ nhất là cái đẹp, bởi vì người đàn ông yêu bằng mắt. Thứ hai là cái yếu, bởi vì người đàn ông rất thích thể hiện sự anh dũng của mình. Và ở chị có hai điều đó. Cái sự đẹp của chị sẽ nằm ở một cái nét đẹp của người đàn bà từng trải, một sự thu hút rất nhất định. Và em tin là mọi người có thể nhìn thấy điều này. Và nói xong cô này cũng cười lớn quá chị. Về cái phái yếu thì chị rõ ràng là mặc dù chị sẽ hoàn toàn làm được tất cả mọi thứ, thế nhưng chị luôn mở lòng ra để cho những người đàn ông xung quanh cuộc sống của chị, họ bước vào, họ bảo vệ chị, họ chăm sóc chị để được chính bản thân mình, được làm đàn bà. Nhưng mà có vẻ như không phải ai cũng chấp nhận điều này, mà họ thường tự gồng mình lên để tự làm đàn ông
cho chính cuộc đời mình. Chị cũng mừng như vậy, chị cũng mừng như vậy. Và cuối cùng người nói em phá ra là làm điều đó thật sự cũng không khó đâu. Mình có thể diễn trong vài giờ đồng hồ trong một ngày đi làm, mình có thể trở thành một người rất là cương nghị, rất là không biết sợ gì. Nhưng mà không phải vô cớ mà thiên nhiên tạo ra một cái dưỡng như thế này để có cái hệ cơ bắp nó phát triển như đàn ông, để dồn tất cả cái năng lượng vào những cái chức năng khác của cơ thể, chứ không phải là bút bê công tác mà vấn đồn. Đó là vì sao tâm lý của phụ nữ, vì sao cá nhân tôi thì tôi không tin tưởng hoàn toàn vào lãnh đạo mà là nữ, xét nữ, là tại vì cái tư duy của chúng ta là tư duy tiệm cận, hoặc là gọi là hiển cận cũng được. Cái từ đó không có gì xấu, những cái gì nhỏ nhỏ liên quan đến chi tiết chúng ta rất là giỏi. Nhưng một người leader, một người lãnh đạo cần cái nhìn bao quát, cần có một sự bình tĩnh, dung hòa và maintenance, tức là cái độ duy trì, cái nhất quán trong tư duy và quyết định. Thì đàn ông, cái cấu trúc não họ dành cho công việc nó tốt hơn. Cá nhân tôi sẽ ăn rất nhiều đá nếu tôi nói câu này, rằng tôi quan niệm là đàn ông là một sinh vật tiến hóa và có sức bền lớn hơn so với nữ. Ngay cả khi họ muốn làm đàn bà, họ cũng làm giỏi hơn người nữ. Nếu ta nhìn lại là những ngôi sao đồng tính hoặc là những ngôi sao chuyển giới, khi mà họ đã nghiên cứu cái việc mà làm sao để trở thành một người phụ nữ, thì họ sử dụng đồng phúc tác, cách từ chuột, cách vuốt ve, cách lả lơi với đàn ông, cách làm đẹp, các chuyên viên trang điểm, họ làm công việc của phụ nữ giỏi hơn. Nếu họ không muốn thì thôi, khi họ đã muốn họ vào bếp thì họ sẽ là những đầu bếp 5 sao. Mà phần lớn đó vẫn là lĩnh vực của những người đàn ông áo trắng, chứ rất ít có các chef là nữ. Vì sự bất đồng của chị sẽ không bảo đảm được tính nhất quán, không chất lượng sản phẩm hoặc là sự sáng tạo. Và không chỉ rằng là về sức mạnh cơ bắp, sức mạnh tư duy, sức mạnh sáng tạo, đàn ông dễ dàng thoát khỏi cái tôi của mình để sáng tạo cho người khác, cho một cái sự cấp tiến của nghệ thuật. Trong khi đàn bà thì sáng tạo, chúng ta quan sát là phần lớn các nữ nghệ sĩ, các tác phẩm các chị tạo nên vẫn quanh quẩn câu chuyện yêu đương, tình dục và gia đình. Phụ nữ không giỏi thoát ra khỏi những nỗi ám ảnh mang tính hiểu cận và tiệm cận, hoặc là phù hợp với lại gia đình hơn. Đương nhiên chúng ta vẫn có những nghệ sĩ đàn tài, chúng ta vẫn có những đầu bếp, những người mẹ sẽ nấu những món ăn cả đời không bao giờ chúng ta quên được. Nhưng mà không quên là toán xác suất tỷ lệ. Do đó tôi không ngại khi tự coi mình là máy yếu. Tôi không ngại khi tự nhận một người đàn em giỏi hơn mình trong nghề, trong cái việc là kiểm soát được cái cuộc nói chuyện một cách hết sức bình tĩnh và không khoe cái tôi của mình rải tràn lan ra trong cuộc nói chuyện. Và những cái ưu chất đó quả thực chỉ những nam một người tôi mới có thể làm được, một trong những người đáng cực. Em lại cảm thấy là cái phần cảm xúc của người phụ nữ là một phần rất hay để sáng tạo nghệ thuật. Bởi vì nhờ những chất xúc tác, cảm xúc đó thì chúng ta có những tác phẩm để đời, những kiệt tác do người phụ nữ tạo nên. Bản thân người phụ nữ là một kiệt tác, và chỉ có kiệt tác mới đẻ ra được những kiệt tác. Và em cảm thấy là với chị Trắc Thúy Miêu, với những cảm xúc mà chị mang tới, nó không phải chỉ động tới những cánh tay phụ nữ không, mà nó động tới rất nhiều người, chạm tới được trái tim của họ. Bởi vì phụ nữ họ sử dụng trái tim của mình tốt hơn, sinh ra để yêu thương. Hãy tưởng tượng đi, cái thiên chức của người phụ nữ là giúp cho nhân loại được phát triển, được tiếp tục tiếp diễn. Đối với người đàn ông, có thể là chỉ cần một người đàn ông thôi. Nhưng mà nếu như không có người phụ nữ nào cả, thì coi như là nhân loại sẽ diệt vong. Em được mất công bào chữa để lại thắng lai của những nhà chị. Cấu trúc của mẹ thiên nhiên đã tạo ra chỉ một người đàn ông trong một ngày có thể gieo mầm sống cho rất nhiều người. Do đó cái cấu tạo của người đàn ông là một sinh vật đa dân. Còn một người phụ nữ đối với cái nhiệm vụ và duy trì nòi giống cho nhân loại, một người chỉ làm được một lần trong cái quy trình mật độ là khoảng gần một năm mà thôi. Và cô ấy bị dồn hết sức lực vào trong đó, nghĩa là sanh một đứa con ra người nữ cần như là rất mệt, cần phải hồi sức, gọi là mất sức lao động thế này. Còn đàn ông sau khi gieo giống xong thì họ mất sức, họ phải gieo vài lần thì họ mất sức. Tùy theo chất lượng của mỗi anh.
Để chúng ta cũng thấy là ngay cả trong cái việc mà phụ nữ tự hô hào rằng là vì chúng tôi là những người mẹ, chúng tôi làm nên nhân loại, xin lỗi các chị bình tĩnh lại, một mình các chị không làm nên nhân loại. Và đã qua rồi thời kỳ chúng ta ca tụng cái tiêu chức sinh đẻ của người phụ nữ, tại vì nhân loại đã quá đông, các má hạn bớt lại. Em cảm ơn chúng ta quá đông, trường mẫu giáo bây giờ gặp ngựa rồi. Và chúng ta đang sống rất là vô trách nhiệm với lại nhân viên, chúng ta bơm bớm đông đi. Còn nếu chúng ta ràng buộc người đàn ông và họ phải ca tụng chúng ta vì quyền lợi, tính dục, thì một thực tế đáng buồn đó là đàn ông không có thể tự xoay sở để thỏa mãn bản thân bằng rất nhiều phương cách và đối tượng khác mà không cần phải. Phụ nữ hầu như mất hoàn toàn các chức năng của mình nếu không khéo để rớt hết những chuyện này đến chuyện kia ở vai đàn ông, mà họ quả là những trường hợp tài ba giỏi giang. Những lời mà em vừa mới nghe chị, ảnh hưởng của chị đối với các em ở trong nghề, đối với các đồng nghiệp thì như thế nào, hay là những cái điều chị đã tác động lên xã hội và khán giả thật sự đó là cái góc vực trong đàn ông bên trong người. Chị đã không làm điều đó với sự tinh tế của người phụ nữ, mà với sự quả quyết, thậm chí lý tưởng lãng mạn điên khùng, mà tất cả những cái đó là những cái chuyện vừa của ba chị. Thì chị biết rằng đó là cái góc đàn ông trong đàn ông. Còn nếu cái góc cái tỷ lệ đàn bà của chị vượt trội, thì chiều hôm nay chị sẽ chỉ muốn là chị em mình ngồi đây mà không có máy quay gì đúng không? Sẽ chỉ là tất cả mọi thứ sẽ tập trung vào tôi và tôi và tôi. Vậy nên trong cái bối cảnh mà khi mà chúng ta không còn tự ca tụng mình bằng cái tiêu chức nữa, thì chúng ta thấy rằng là người ta nên đến với nhau không phải là để thực hiện cái gì mà để chúng ta có thể đạt được cho nhau, mà chỉ vì chúng ta cần có nhau trong cái vũ trụ riêng của mình. Dương cần có âm, trống cần có mái. Và em biết không, nó còn biết ngay cả khi mà chọn cái người đầu tiên để đồng hành với chị còn những phần buổi streaming khán giả như thế này, tôi đã cân nhắc rất là nhiều, có nhiều chọn lựa lắm, nhưng mà không ít đồng nghiệp trong giới chúng tôi, các bạn ấy là nam, độc tính nam. Tôi đã rất e sợ rằng là quý vị sẽ nói cái thằng này biết gì mà nói, nó đâu phải đàn ông, nó biết gì mà nói. Tôi rất sợ các đồng nghiệp trẻ của tôi sẽ bị tấn công vào chuyện đó. Rõ ràng chúng ta qua bao nhiêu thập niên vẫn nói rằng là đàn ông chỉ coi đàn bà như đồ chơi tình dục, anh cưới tôi về chỉ để đẻ thôi. Vậy chúng ta đang đánh giá đàn ông rằng là nếu anh không làm tình được với đàn bà thì anh mất giá trị đàn ông. Sự bất công đang đến từ cả hai phía, và chúng ta kỳ thị họ trong mọi dung mạo, mọi chọn lựa của họ. Những đồng nghiệp của tôi, những người đàn ông chọn một lối sống khác, không chọn làm tình với đàn bà đi chăng nữa, họ đã chọn điều đó, lối sống đó ở tư cách những người đàn ông. Họ chịu trách nhiệm cho chọn lựa của họ ở tư cách những người đàn ông. Họ giả gái rất hay, họ là những cây hài tài danh, họ là những MC linh hoạt, đẹp trai, họ là những chuyên viên trang điểm, họ là những người ở xung quanh tôi làm nên tôi. Vậy thì họ vẫn là những cái cánh tay người đàn ông trong đời của đàn bà và làm nên một cách tiếng yêu mà chị em yêu mến đây. Đó là bởi những người đàn ông đó, dẫu có làm tình, dẫu có làm cha, dẫu có làm chồng. Nếu như người đàn ông đó mà ngồi đây thì chắc là các họ sẽ không hoài sinh. Là tụi nó khóc liền. Tụi nó khóc liền, tụi nó khóc gục tại chỗ liền. Lần đầu tiên được tặng tôi không được của nữ. Còn mấy cái đứa đó nó ủy mị lắm. Và nếu mà nói là đàn bà có một góc đàn ông thì chắc là trong đàn ông nó cũng có góc đàn bà. Thật ra thì đối với người đàn ông thì vẫn sẽ có những góc đàn bà, nhưng mà thường cái góc đàn bà nó sẽ không được thể hiện trước mặt những người đàn ông khác và những người đàn bà, và chỉ giấu cho riêng mình thôi. Đó là một cái vấn đề mà bản thân ngày xưa cũng luôn luôn tự nhắc nhở bản thân mình là mọi người hay hỏi em là khi nào làm gia đình. Em nói là khi nào mà em có đủ tiềm lực tài chính để mình có thể ngồi chơi với con của mình thì em sẽ làm gia đình. Tại vì cái tiềm lực tài chính đó nguy hiểm. Khi người phụ nữ mà họ giữ hết tất cả những số tiền mà người đàn ông kiếm được, thậm chí là đôi lúc em ước gì là các chị cho tụi em nhiều quỹ đen hơn. Tại vì cái số tiền quỹ đen đó nó sẽ chứng minh được cái chuyện mình trao đổi sự tin tưởng với nhau. Có rất nhiều câu chuyện mà em đọc trên mạng nó hài hước tới mức mà anh chồng chỉ giữ khoảng cỡ 50.000 để đổ xăng, mà cô vợ vẫn tin là 50.000 đó để mua nước, mua quà cho con bụi nhí. Không thể nào hiểu được cho những người phụ nữ về cái chuyện kiếm tiền. Còn cái chuyện mà người phụ nữ chúng ta có rất nhiều người họ sử dụng cái từ khóa yếu của mình
để đứng ra khiến cho tất cả những người khác công kích người đàn ông của mình. Thì em cảm thấy là thật ra đây không phải là một cách hành xử thông minh, nó thiếu sự tinh tế. Một trong những thứ mà người đàn ông quan trọng nhất là cái tôi của họ, là lòng tự trọng của họ. Bạn có thể làm bất cứ điều gì khiến cho người đàn ông bị tổn thương, nhưng nếu đụng tới lòng tự trọng và sự tổn thương đó thì chắc chắn bạn sẽ không có cơ hội được chữa lành. Giống như là đàn ông có thể gây ra những vết thương thể xác cho phụ nữ, còn phụ nữ có khả năng tạo ra những vết thương về tâm hồn. Thể xác mình có thể nhập viện, mình có thể chữa lành trong thời gian, hẹo thể liền. Nhưng còn những vết thương về tâm hồn của những người đàn ông thì sẽ không bao giờ được chữa lành bởi những lời nói cay nghiệt của những người phụ nữ. Có thể là những lời nói cay nghiệt hoặc là những động thái mà chị em đã xem như là vô hại, ví dụ như là tắt tên chồng hoặc người yêu của mình vô một cái bài viết ca tục một anh chồng trên phim Hàn Quốc nào đó thì bị chặn mặt, rồi than vãn và nói xấu về chồng mình như là một chuyện vui, thậm chí tạo ra những group và những câu lạc bộ, và thực sự thì chồng trở thành hoặc là người yêu trở thành nhân vật phản diện của cuộc đời của ta, tình yêu mất từ đó. Tôi nói những người anh ấy, đến cái tuổi của chị thì chỉ có những người lớn hơn chị thì mới kết hôn và chị chỉ có ủng hộ như vậy. Còn ở cái tuổi của em thì khuyên là nên chờ, nên hết sức bình tĩnh chờ the right person. Điều cực kỳ quan trọng đó là đặc biệt là những người đàn ông có tài hoa về nghệ thuật và sáng tạo mà chị quen biết thì phần lớn là sau kết hôn can trở nên những người vô cùng khó khăn. Phụ nữ mà nếu mà xui mà chị phụ nữ đó không làm về nghệ thuật đó, thì khi một lấy một người chồng làm về nghệ thuật thì họ sẽ có thù với nghệ thuật. Họ cho đó là một thế giới mà họ không được bao gồm, họ không được bước vào, và thế giới đó là hư hỏng và đầy nguy cơ rủi ro. Và tôi thấy những ông chồng, những ông anh, những người đồng nghiệp của tôi tắt đi nụ cười, tắt đi cảm hứng sáng tạo. Họ bị vợ tát cho hai tát vào mặt bảo hãy thức dậy và đi kiếm tiền, hãy mở một cái nhà hàng, hãy làm một cái gì đó bền vững và giống người ta. Và một chị vợ khôn ngoan thì sẽ phải biết phải làm gì đó để cho cấm bầu thiệt là lẹ, mà không phải là cô vợ không chế được ông chồng, mà chính đứa trẻ ra đời sẽ giết chết bất cứ thiên tài nào tồn tại trong tâm hồn ông. Rồi gia đình đó cũng sẽ êm ấm và hạnh phúc đi tiếp. Chị vợ có thể hãnh diện nói rằng là tôi giáo dục chồng rất là giỏi, chị không ai quan tâm đâu, anh ấy không bao giờ thấy sự cười. Tôi nghĩ rằng là lời tuyên thệ khi đến với nhau, đàn ông thường nói anh không nào nói anh một thứ thôi em được hạnh phúc, và người đàn ông chết thì còn nói giá như người đàn bà có thể nói không phải là em sẽ làm tất cả mọi thứ để em được hạnh phúc, nhưng mà em hứa rằng sau đám cưới này anh sẽ vẫn hạnh phúc như những ngày còn độc thân. Em vẫn nhớ là cũng có những lễ cưới như thế, tức là cả vợ và chồng khi họ tuyên thệ họ đều nói những điều rất thẳng thắn với nhau. Họ bảo là hôn nhân là một hành trình rất mới và rất khác, họ chỉ mong là sẽ cùng nhau bước qua những ngày tháng và những khó khăn phía trước. Thế nhưng mà sẽ rất nhiều các mẹ, các cô và các bà phía bên dưới nói với các anh là nếu bây giờ thằng chồng của mày nó không dám nói một điều gì đó to lớn để khẳng định chắc lịch với mày về hạnh phúc tương lai thì không xứng đáng làm chồng. Do đó chị cũng hay khuyên mấy bạn nam trẻ tuổi là chậm chậm kết hôn. Không phải là chuyện làm một người đàn bà hạnh phúc nó không có khó đâu em, thật sự rất là dễ làm hạnh phúc, coi mấy chương trình là nhiều lần mà làm được thôi. Nhưng mà để giữ cho một người đàn ông vẫn hạnh phúc như những ngày anh ấy độc thân trong hôn nhân là điều cực kỳ khó. Và đừng bao giờ quên là chúng ta đến với họ vì chính những gì họ có. Chị nghĩ là một cái tội ác rất lớn của phụ nữ trong ngày 5 tháng 3 nói như đó là cho đến bây giờ niềm tin quyết liệt vào việc thay đổi con người, giáo dục và thay đổi con người. Họ đến với em trong một cuộc tình vì em hoàn hảo quá, và sau đó sao biết muốn thay đổi những gì đó rồi. Thật ra không phải chỉ một điều đâu, thay đổi rất nhiều điều chỉ để là phù hợp thôi. Giống như câu chuyện ngày xưa, có từng nghe câu chuyện là em cứ đứng yên tại đó đi, anh sẽ bước 999 bước về phía em. Thật ra em cảm thấy những cái điều này nó hơi
con lừa nào nghĩ ra cái câu đó vậy. Mắt què hay là liệt thì cũng có cái xe lăn một lết cái xác lại gần người ta. Thật ra người đàn ông khi yêu á thì họ sẽ rất bất chấp và họ sẵn sàng chấp nhận thử thách. Nhưng mà em tin đó là anh chàng này sẽ bước tới bước thứ 500. Anh ấy sẽ nhận ra là hình như mình đang làm một điều rất vô nghĩa khi mà tự mình phải làm hết. Điều này tương tự khi là những người phụ nữ bước vào đời của các anh. Các cô luôn muốn thay đổi một điều gì đó để mình tác động cho các anh tốt hơn. Và các cô nghĩ là mình làm điều này khiến cho anh tốt hơn. Và nhờ có sự xuất hiện của các cô, mọi thứ trở nên tốt hơn. Nhiều lúc cũng sẽ nhiều anh, những bạn bè đồng trang lứa với em có cảm giác như không phải mình đang tìm một người yêu, mà mình đang tìm thêm một bà mẹ để giáo điều mình, để nói về cho mình những điều hay lẽ phải, để giáo dục mình nên sống như thế nào và ra làm sao. Đôi khi người đàn ông có những sở thích rất kỳ lạ, cũng như người phụ nữ. Đôi khi họ chỉ đơn giản họ thích mặc áo thun, nhưng người phụ nữ lại thích chàng trai của mình mặc áo sơ mi. Thế là tất cả các áo thun của anh chàng bị vứt ra ngoài hết. Đó là những thứ rất kỳ lạ. Bản thân người đàn ông đôi khi họ lớn tuổi thật, nhưng họ vẫn thích chơi game. Họ vẫn có những sở thích rất là trẻ con. Nhưng mỗi khi mà đụng tới những sở thích đó thì các chị em là anh không trưởng thành, anh không thể lo được cho gia đình nếu anh cứ tiếp tục ngồi mãi mê chơi game như thế. Trong khi em cảm thấy là có rất nhiều anh từ chơi game anh phải kiếm được tiền tốt, từ việc chơi game mà anh tự giải trí bản thân mình. Và em cảm thấy là nếu như các anh ngồi ở nhà các anh chơi game á là điều tốt nhất. Bởi vì thay vì đó các anh không ở nhà chơi game, các anh ra ngoài gái gú, rượu chè, bài bạc, mang một đống nợ nần về. Thì các cô có thích điều đó không? Không hề. Nhưng các cô sẽ không nghĩ tới điều đó. Mà các cô sẽ chỉ là tôi không muốn là các anh chàng đang trong mối quan hệ với tôi cứ mãi mãi là người trẻ con, mà tôi sẽ là người bước tới và khiến anh ấy trưởng. Thậm chí là các cô còn muốn lấn lướt cả mẹ của các anh để trở thành người nuôi dưỡng các anh trưởng thành. Tùy những người vợ như vậy thì vẫn có, và thật sự là các ông chồng vẫn mang ơn, và chắc chắn là ngày hôm nay cũng rất là nhiều người tặng hoa cho những bà vợ như vậy. Nhưng mà tặng hoa cho các chị thì hơi mỏi, cho các anh tại vì không thể đặt bông hoa vào tay chị được, mà phải kiễng chân và đặt lên bàn thờ chị mới nhận được hoa. Tùy chúng ta chọn đứng trong vòng tay người đàn ông hay leo lên bàn thờ nhà người ta ngồi thôi. Và chớ có bao giờ kể rằng là tôi vì anh mà đã làm điều đó, tôi đã thay đổi cuộc đời anh. Đôi khi chúng ta không biết được, chúng ta đã giết chết cái quá trình trưởng thành rất là tự nhiên của người đàn ông. Mỗi người có một múi giờ khác nhau, thích thì trưởng thành thôi, và họ sẽ trưởng thành. Ngày họ nhìn thấy đứa con đầu lòng của họ, họ sẽ trưởng thành. Ngày họ nhận ra rằng là vợ đang phải đi làm extra time, extra hour. Nếu anh ấy có cái ý thức về trách nhiệm và tình yêu, và họ sẽ làm điều đó vào đúng múi giờ của họ. Chỉ là ta đủ yêu để ở bên cạnh, đừng chờ đợi, đừng thay đổi gì hết, cùng khám phá mọi thứ cùng với người yêu của mình. Và cố gắng, thường là khi mà con trong giai đoạn yêu nhau thì đúng là được kinh nghiệm này, là mình cố mình cải tạo anh ấy tới khi anh hoàn hảo rồi, thì anh bỏ mình đi yêu một khác. Dạ đúng rồi. Thì đó là lý do. Đó là một lý do giống như kiểu là mọi người hay nói là em sẽ muốn thay đổi điều gì đó anh. Nhưng sau khi thay đổi xong rồi, tức là đồng nghĩa là chúng ta không còn hòa hợp với nhau nữa. Trước đó tại vì chúng ta có những cái mảnh ghép rất hòa hợp với nhau, anh thiếu một chút, em dư một chút, chúng ta hòa hợp vào với nhau. Và điều đó khiến cho chúng ta bù đắp được nhau. Nhưng bây giờ khi mà cải tạo cho một bên trở nên hoàn hảo rồi. Bây giờ anh ngon rồi. Bây giờ thì giá thị trường mà anh tăng vọt rồi. Anh là một better cash rồi. Thì đương nhiên câu chuyện lại tiếp tục bi kịch sẽ dành cho người phụ nữ, không phải là do đàn ông dành cho đâu. Chúng ta tự vẽ lên những bi kịch tuyệt vời của cuộc đời mình để ngồi đó khóc cho đến cuối đời và dạy con gái mình một cách sai lầm hoàn toàn. Cuối cùng thì cảm ơn các anh em đã chịu được tất cả những điều này, đi qua tất cả những điều này. Cảm ơn các anh em đàn ông ở Việt Nam đã, chúng ta là một quốc gia hiếm hoi, vẫn ăn mừng ngày 8 tháng 3 nha quý vị, đã vẫn giữ cái ngày này, tôn trọng chị em chúng tôi, mặc dù là bị khủng bố và thiên cưỡng được ép, nhưng cũng ráng chen chúc mua cho chúng tôi một bó hoa, dẫu là các anh cũng chẳng thấy hoa có cái gì hay, nhưng mà sợ người yêu của mình tủ thân. Cảm ơn quý vị đã là những anh tài xế, những người làm công việc bảo vệ, phụ nghệ sĩ và bất cứ thứ gì mà ưu chất tuyệt vời của các anh các em cho phép mọi người làm được tốt nhất. Nếu không có những người đàn ông Việt Nam sẽ
không bao giờ có người phụ nữ Việt Nam như cái hình hài mà ta mơ ước, mặc một cái áo dài đụng đỉnh đi ngoài đường lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Đó là vì có cái sự bảo bọc của những người đàn ông. Tôi hy vọng là trong ngày hôm nay cũng có chuyện này, chúng ta hãy trả cho họ những giá trị tuyệt vời nhất, và cứ để cho đàn ông Việt Nam phát triển tốt nhất, đó sẽ là món quà tuyệt vời quanh năm bất kỳ thời đại nào cho người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó thì tại vì trong cái thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện tại, nếu như giả sử mà ngày 8 tháng 3 này mà các anh và các ông chồng không có kịp thời gian để chuẩn bị một món quà cho người phụ nữ của mình thì cũng đừng lo lắng. Đây sẽ là cơ hội để cho các nàng thể hiện được rằng, và không nhất thiết là phải vào ngày lễ, bởi vì bản thân Long Hoàng là một người không thích tặng quà vào ngày lễ. Em đã cảm thấy là những ngày lễ này chỉ dành để nhắc cho những người chúng ta tạm quên đi cuộc sống của mình. Còn nếu như các anh chúng ta đủ tinh tế, đủ sự yêu thương vợ mình, đủ biết là có một người phụ nữ để chúng ta yêu thương và chăm sóc trong suốt 365 ngày thì bất kỳ ngày nào cũng là ngày lễ, bất kỳ ngày nào cũng sẽ là ngày được tôn vinh. Một món quà phù hợp, đôi khi chúng ta sẽ không dễ dàng tìm thấy nó ở một cửa hàng nào, nhưng mà khi đã tìm được một món quà phù hợp thì chắc chắn đó sẽ là món quà quý giá nhất. Người phụ nữ họ không quan tâm đến chuyện là giá trị của món quà nó như thế nào, không đâu. Họ còn quan tâm đến cách cho nữa. Ví dụ như nếu một người phụ nữ mà họ quan tâm tới tài chính và chủ động nói với anh chàng này là các cô nàng thích tiền, thì chỉ đừng đơn thuần tặng cho cô ấy một món quà mang giá trị về vật chất. Hãy tặng kèm thêm một bông hoa hoặc một bó hoa, ẩn sâu trong đó là cái món quà mà cô ấy muốn, để về vật chất lẫn tinh thần cô ấy đều được đáp ứng. Và đó sẽ là cách để các anh thể hiện được sự tinh tế của mình cho những ngày này. Không, tôi thì không cần quà cũng được, không thôi thì mấy cặp trẻ trẻ, mấy bạn gái cũng đừng nhõng nhẽo đòi đi ăn, đòi đi karaoke. Trong nền kinh tế chung và cái nỗi âu lo về sức khỏe xã hội chung đang rất là khó khăn rồi, cho nên nhõng nhẽo chút thì nó dễ thương, nhưng mà nhiều quá thì thành ra là phiền toái. Những ngày này một chút xíu cử chỉ chăm sóc lo cho sự an toàn của nhau, hoặc là mang theo hand gel rồi thoa lên tay cho bạn gái cũng là một cách rất là lãng mạn. Giữ gìn cho nhau và yêu nhau thật nhiều và hiểu nhau thật nhiều, và hãy bớt tính hình thức. Chúng tôi cho rằng là cái dịp mà cái cơn đại dịch và nỗi âu lo của mọi người như thế này là dịp để những ngày lễ trở nên thật sự có ý nghĩa. Bớt đi ra ngoài, ở nhà dành thời gian riêng cho nhau và nhìn nhận thật sự chúng ta còn có gì chưa tốt với nhau. Đó là cái cách mà chúng tôi nghe hôm nay, là trong ngày hôm nay một tấm gương soi mặt rất thật dành cho mọi người. Và biết đâu các bạn cũng có thể áp dụng phương pháp của chị Tết Phú Miu, tặng cho người đàn ông của mình một bông hoa, làm cho mấy ông hết hồn, thấy mình tinh tế quá. À, và nếu nhân tiện, nếu có đi đâu ra ngoài với nhau, nếu được mặc áo dài nha, mặc áo dài đi cạnh người đàn ông mình sẽ là rất là hãnh diện. Đừng một túng, đừng mặc cỡ, tôi tin rằng là đàn ông Việt Nam yêu và không chỉ riêng đàn ông Việt Nam, đừng yêu áo dài lắm. Nếu có đi nhau với nhau ra ngoài, hãy làm cho cái ngày này đặc biệt, không phải bằng những món hàng đắt tiền, hãy sửa soạn mình để cho người đàn ông này mình cảm thấy yêu về mình. Còn nhắn nhủ gì nữa không ha? Tất cả những vấn đề liên quan đến đến bất cứ điều gì mọi người muốn yêu, muốn Long Hoàng hay muốn một ai khác đến đây nói chuyện với mọi người, muốn nói về chuyện gì, chuyện áo dài, chuyện cãi nhau, chuyện giáp thứ 13 thì comment bên dưới, và chúng mình sẽ cảm thấy hay nói chuyện nhiều hơn với các bạn.